Chào các bác, các anh, các chị ạ. Em chào các bác, các chị và khỏe nha. Chào các anh, các chị của mình khỏe nha. Vâng. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Hiền đang có mặt tại nhà anh Sô. Hôm nay thì Hoàng Hiền đang đứng cùng với anh Sô ở đây. Anh Đông Thí Hòn, chú của bộ đội nhí. Rồi, chú bộ đội nhí. Và chú Điểm. Đấy. Hôm nay trong chương trình nó các bác có thể thấy là anh Đông Thí Hòn này đang vác một cái... cái này là cái gì anh Sô? Cái gọng võ để kéo cá. À, gọng võ. Cái này là tính là gì sẽ kéo cá, lưới thì đang để ở trên mu kia. Và bu thì để... nuốt gà. Nuốt gà nhưng mà đây lại u cá tiếp. Đấy. Một cái chuyến trải nghiệm tại nhà anh Miso. Đấy, đi đánh cá và nướng. Đấy, anh Đông Thí Hòn thích ăn cá nướng không? Anh thích lắm. Nếm nước rồi, nếm nước rồi. Anh Đông Thí Hòn là... Hôm trước thì là Hoàng Hiền với anh Sô là có đánh cá ở nhà anh Đông. Quá ngon đấy em ạ. Đấy, và quên chết luôn. Nướng cá thì là anh Đông đi ăn ở nhà. Xem video là nuốt lưỡi. Nuốt lưỡi. Kiếm địa chỉ buộc đúng không? Thèm không? Thèm đấy. Ngon không? Ngon. Hôm nay thì cho anh Đông đi ăn lên trải nghiệm thực tế được thưởng thức món cá ao nhà anh Sô. Đấy, rất là ngon. Còn bây giờ nét đâu? Rồi. Bên kia. Xách show đi. Quay. Anh đợi chú Điểm đi. Đi. Mày hôm nay ở nhà không phải chạy thận đi. Đấy. Chú Điểm là các bác xem video các bác biết rồi. Hôm nay thì là không phải ý chạy thận cho nên là chú cùng với Hoàng Hiền và anh Đông Non và anh Sô là trải nghiệm đấy, cho nó vui vẻ, nó khuây khỏa. Chứ bình thường thì chú Điểm cũng một mình ở nhà suốt, chán lắm các bác ạ. Buồn rười rượi ấy. Vợ thì đi làm, đấy, chăn bò, cắt cỏ, trồng ngô, các con thì đi học hết. Nên là một mình là rất là buồn. Đấy, hôm nay là trải nghiệm cùng với Hoàng Hiền, anh Sô và anh Đông rất là vui đấy. Dạo này là chú Điểm đi còn ngon hơn đấy. Trước là đi chậm hơn rất nhiều. Đấy. Vâng. Đi này mà tay yếc mà không nắm vào này các bạn ạ. Áo yếc là muốn đóng khóa cúc áo hay là gì rất là khó khăn. Đối với chú Điểm đấy. Vicky đâu? Sao mà anh em mình ăn cá nuốt ra. Hôm nay là nước ăn đông ăn phải nhớ rồi. Nhớ rồi cá nước. Nhớ nước lưỡi. Cá nước ăn. Anh ông Thí Hòn là hôm xem video anh Sô nướng cá là thích lắm rồi. Đấy, bảo anh ở nhà anh nuốt lưỡi. Đó là tên con đấy. Tốt cực cái bên kia cắt xong là dễ luôn, bón phân luôn. Đấy. Làm ăn rất tuyệt vời. Chú Điểm này đi ở đường bằng chú đi ngon nhưng mà những cái chỗ gập ghềnh này là đi rất là cũng khó khăn. Đấy. Rồi đang nắp ấy. Anh không biết nắp không? Đó. Nắp bao giờ chưa? Nắp rồi. Gì? Hả? Nắp rồi á? Nắp bao giờ? Đây giờ. Ra đây. Đây, đi chẳng á. À đây. Ui, thấy chưa? Thả qua được kéo lên. Ai nhỉ? Anh đã... Rồi, đeo điện của anh. Cầm bỏ anh đấy. À? Cầm bỏ anh. Đây. Quả túi huyền thoại của thầy Trạng, thằng anh Đông đẹp quá, anh Đông anh đeo suốt. Đeo suốt. Nó xuống. Đấy, đằng kia.
chỉnh này. Từ từ anh không, để anh xô chỉnh. Chỉnh cái kia. Ngừa. Ừ. Như này à? Đấy. Đầu trắng lên đi. Đúng bài đấy. Đúng buộc thì không phải đúng kéo, đúng đánh buộc. Anh đâu có để anh cho buộc á? Đúng buộc ấy, sao không phải xong, không phải kéo. Buộc có thu nút vào. Cái ngược nó sao cho? Không được đâu. Cái kia nó đang mắc cái gì không? Đánh buộc, cái này, buộc như này. Đây này, camera quay, anh cho đang buộc, nó siêu. Đây cửa anh đổ một cái này. Đó. Cho nó lên. Nó tự thiết. Rất giỏi. Chuẩn bài đấy. Con ấp chú bài đấy. Vâng. Lên rồi ạ. Con đấy là con chép chứ. Lên rồi ạ. Con chép vàng. Của hai ba con trà. Con này. Ô nha. Mấy con liền. À nổi rồi đây. Nổi cao ra quay không? Nổi đây. Đó. Chả đỏ ứng luôn. Đang nổi. Ui trời. Ui trời. Nổi đấy. Mẹ nổi ác không? Đông cho làm gì? Chả đỏ quá. Đỏ bươi luôn. Chả này phải lên dây chỉ. Bỏ luôn vào nỗi. Chả đẹp đấy. Đấy, được đấy, anh ơi, thiết kế xong rồi. Cả cỏ thế. Ai à? Đấy, được chưa? Đạt tự nhiên. Để em ơi, được không? Được không? Đấy. Cái này một tay nó khỏe hơn anh em mình á. Một chai ấy. Mẹo lắm. Đúng mình rồi. Biết vậy? Hai tay của thua nó ấy. Đấy, cái rồi, cả chấm của nó. Yêu. Quá nhiều. Nó này đông ăn nước canh nước rất ngây. Quên chết. Ui, thế giờ. Ui, nó nhảy ra rồi. Ui, thế giờ. Nó đang chui ở dưới lưới rồi. Úp nó nằm dưới lưới luôn. Nó đang phải đổi đây cho. Đấy cái đá, ông cho cái đá nó cứ kẹt, nó chịu, nó bó, cho ra bít. Ơi, ăn được à? Không, cá mè bé. À, cá mè bé. Ơi, thả bắt được cá mè bé ngay. Nuốt lưỡi ngay đấy. Đấy chưa? Ai à? Đã ăn cá mè rồi. Ăn cá mè bé. Luộc xuống luộc cá chấm. Rồi anh nhảy lại đấy em nhé. Anh nhảy nhé. Cứ đào đào xuống. Cứ đợi. Anh luộc cái chấm. Lùa thôi kệ. Không. À? Cứ này được rồi. Đây là các có. Cứ để vô lên là không được đâu. Rồi. Cứ để vô lên được. Rồi. Phần này em để vô ăn này. Cứ để góc kia. À? Nó chưa ở góc kia. Góc bên này à? Anh cũng vô cả ngày xong rồi dồn ra góc sâu mà. À được. Này, cho anh đâu kéo. Này. Đông này. Đông này. Bậy ấy. Bậy. Bậy. Đào vào góc ấy. Đào vào góc ấy. Đều nhau tí. Ai à? Vẫn còn mẻ. Được luôn cá. Úi dồi, chỗ này có con cá to này. Ừ nha. Chỗ này. Vừa sống chấm à? Ừ. Đây em cứ trực sẵn này anh nửa con ở con này. Đây. Biết đâu. Hả? 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 Trực á. Ăn luôn rồi. Kéo được á. Quay. Ăn rồi. Ôi, anh yêu được. Anh yêu bỏ ra, anh bỏ tay ra. Đừng thiếu ăn được rồi. Đừng thiếu ăn cầm với hết. Ôi giời ơi. Mùa bắt ăn cầm mẹ luôn. Đừng thiếu ăn. Ua, nhiều đấy. Ăn luôn trắng à? À được. Đấy, ăn với đi. Nhiều cá đấy. Ui, đây này. Ôi, cầm luôn đi. Ôi, ăn phát rồi, ăn chấm ngay các bác, thấy rực rỡ. Con này nướng, ăn chí tí rồi. Nhớ tỉnh ấy. Là, thả bó ra. Thả bó ra. Thả bó à? Ôi, mẹ, thả ra phần nữa. Đây, camera quay mẹ, camera quay cá mẹ đây. Quay mẹ đây, cơ đó đẹp. Đấy. Cơ đó rực rỡ luôn. Được chưa? Rồi. Từ từ, anh thả ra. Ăn được. Không mất cái mè đâu. Anh nhậu thế này. Cái mè mất gì? Bắt cái chấm. Cái chấm. Ui.
quay phát lên lên là cho cá bớt cá luôn, mè nhiều nha, chứng tỏ rất nhiều cá các bác. Hôm nay là đánh cái bài lưới này bác là lên ngay. Hôm trước là anh Đông à anh xô mấy ông nó úp mãi bây giờ còn. Hôm nay anh Đông lên là may mắn đấy. Úp phát ăn ngay. Ừ đúng rồi. Tạ Đông chú điểm nữa. Tạ Đông nuốt nước dãi từ hôm nọ. À thôi nói đúng đấy. Đấy, mấy kia bên đó ra. À thôi nói quá đúng đấy. Cái nó vào góc này có một khúc kia cái nào đánh nó. Bắt con chấm nữa. Úp phát là lên chấm ngay. Chấm to đấy. Con này ngang con nọ đấy. Co hơn đấy. Con này có. Con này co hơn con nọ. Quả đấy, quả đấy là tí nữa là sỏng ấy. Tại anh ấy. Tại đông vội quá. Đông vội. Giận nặng lên. Được đấy. Chứ mà hả? Anh xô anh lừa phát nó vào góc rồi. Anh xô. Chào không bạn thì chào không bắt được. Hôm nay chạy em lên bắt được nhỉ. Con nọ nó không có cái này. Con nọ thì úp vào kia rồi nó chạy nhanh hiểu không? Mày có vó phát không? Anh xô anh cua cái phát nó lao vào lên luôn. Mày em lấp cái phát nó lên luôn rồi. Nói bây giờ lại trực sẵn này. Cái đá bao giờ đi nó sẽ nào vào. Này ăn ghê. Nước này cạn rồi. Bây giờ lão vườn có cá ăn ngay. Kéo rồi. Kéo đâu à? Ôi, có đi, đưa đi đâu. Xem con, hả? Con trôi hả? Kiếm nhà to. Đâu? Có. Đâu, cứ thả. Này, ô đội mè này vẫn chưa ra nhỉ? Chưa ra, một số ra, một số lại vào này. Phần này thì không ra đây. Phần này không ra, em bị hoàn thành băng vải. Ôi giời ơi, nó bé để nó lớn. Không ra thì băng vải luôn. Bé để cho cháu nó lớn, mè bé gì. Rồi, ôi. Rồi. Thả bát lên ngay em chấm. Xin chào chú bộ đội. Mikino. Mikino. Làm gì? Rồi. Chú bộ đội. Này, camera, anh ấy chứ. Đây nhá. Thôi. Một vòng là được rồi. Đây chú bộ đội quay nói chuyện các bác này. Rồi các bác ạ. Em lên đi là đi xô. Được cá luôn. Đã được cá mè luôn. Chết được cá gì có đâu. Đây là cá mè đâu. Được rồi, bắt một con rồi. Đây là cá chấm. Cá chấm ấy phải các bác ạ. Dạ làm một bữa này là chán uống luôn. Dạ nào là phải ra phải lấy cho chị không còn nữa. Nếu bảo là ăn phát ra là phải rút luôn ra. Vui lắm các bác ạ. Đi được cá phát ra thì vui quá. Mổ cá luôn à? À siêu quá nhỉ. Ui. Được có ra á. Đây, còn đây con nữa này. Này camera đứng cháu này. Anh kéo đây con nữa này. Này. Lên nhá. Ôi. Đã nhảy ra rồi. Anh cho đi vào góc để nó lao ra nè. Ăn thì đứng như vào góc lao ra là ăn đấy. Rồi, cái này ăn này, ăn này. Anh tiến con nữa nào, ok này, em ăn này. Ôi giời. Nó chạy vòng ngay mà. Vòng ngay lên nhá. Ơi. Có.
Lên đây cô. Ok lên. Đấy, dỡ dỡ ra cho cá ra hết đấy. Anh thôi, cả cá ra hết đi anh thôi. Anh thôi, cả cá cho mọi người ra hết. Cá thì cái cá thì là thế. Đúng rồi, ổn ổn. Quỷ đi, quỷ trên ra đây. Đại cho. Ôi, sao mà. Này mày xô anh một tay nhấc được đúng không? Ôi, một hết quần này. Đánh bên đây nha. Thấy chưa? Thấy không? Cái xô kiêm cầm này. Bao cái xô một tay bao cái nhấc. Kiêm cầm cầm. À thôi, để tính chung kìa. Thấy nhá, em xin lỗi. Áo này. Chắc là lúc cái góc vó này em cầm chung nữa. Nào, tên đi lên đi con. Ôi, gọi thật. Cái này nhẹ không? Gọi gì anh Đông? Hả? Hả? Gọi gì đấy? Anh thì chết ra mày nhấc vã lên một cười vã thì sao? Ờ, đừng có điêu rồi. Đừng có điêu rồi. Đừng áo. Ờ, không ăn đi, về giặt. Đấy. Anh à? Anh Đông? Đi con. Sao được không? Ờ. Ờ. Bác xô bác cái buộc kiểu hip hop của bác này, bác cái tháo vắt rất đơn giản nhé. Tháo vắt ra ngay nhỉ. Anh ông rút rút rút. Rút đây, lại rút đây. Bên đây không cần, đông bên đây không cần. Dây ở đâu nhỉ? Đây anh ơi, đây đâu đó. Cái đá anh bỏ ra đây. Mày kéo vào ăn ngay còn vì nó có vó. Chọn bài đấy. Bên này toàn ruộng thấp. Bây giờ ngoài ao kia chẳng nhiều cá. Sông. Đây là. Về rồi. Let's go. Đi. Ô, chú điểm về trước à? Ôi. Đấy còn mua cho. Đấy, vậy anh sâu anh thể hiện tài năng mổ cá. VIP Pro luôn. Ôi. Ok. Để mà xem cho em làm được đúng không? Đấy đi đấy cầm cho. Đây chủ điểm đây. Màu cá. Đi chú. Ôi. Rồi. Bác xem anh sâu anh mổ cá một tay. Ai nhỉ? Ai nhỉ? Chú bộ đội. Ai nhỉ? Bỏ nữa. Đánh vậy nhảy em đánh không? Ai nhỉ? Quánh một trưởng là đứt luôn. Đúng bài ấy. Quánh một trưởng. Ai nhỉ? Hai chân giữ đầu.
À, đúng bài ấy nhỉ? Đấy, có mẹo hết đấy. Ngon đấy. Ai nhỉ? Anh Đông thấy chưa? Một tay nhá, nhưng mà lấy chân kẹp. Đúng rồi, anh đúng bài là nó khác là được hết. Ừ. Được đấy, chuẩn bài đấy. Siêu đấy. Con này co hơn thì con này thì con trước đúng không? Chắc như nhau đâu, nó sắp đến rồi. Ngang cơ nhau. Ngang cơ nhau với nhau cũng cần. Ừ. Cùng một đàn, cùng đuôi cùng sấp. Cá lạc nhất tỉnh. Mấy năm cả rừng cả dài. 2 năm ạ nhỉ? À, là hơn 2 năm. Hơn 2 năm, đấy. Cá dài. Ừ. Đó. Thế nào anh Đông? Dạ. Phát biểu cảm nghĩ à? Phát biểu cảm nghĩ. Ừ. Ngon không? Ngon không? Đấy. Nước rãi không? Dạ. Hả? Em là anh bất bất ưu nước rãi rồi. Ông dọa thế. Thế là anh với Hoàng Nghĩa ăn cá ngon quá. Nuốt rãi được. Ừ. Nuốt được. Hôm nay thì không phải nuốt nữa nhá. Ừ. Ừ. Bắt đầu là đưa vào phẫu thuật. Đấy. Cá này không chăn gì các bác, thả mỗi cỏ và lá chuối. À. Cỏ nhỉ? 2 năm rồi mà. Cái thái dương dài, ăn thêm một cỏ. Ôi, chân này kẹp vào mang, thật là đứt chân đấy sư phụ. À, sắc đấy. Được đấy. Anh cắt mổ ra. Ừ. Mổ quen rồi. Ai nhỉ? Ừ. Ừ. Đấy. Cắt vào chân nhá. Chấm anh là quen bao nhiêu năm nay rồi này. Bao nhiêu năm trong nghề rồi? Bao nhiêu năm trong nghề rồi? À. Đấy. Chân làm thay tay. Đấy. Siêu ấy. Đấy nhỉ? Đại đạo. Ừ. Béo thật con này nhỉ? Đúng. À. Đấy. Con này còn to hơn con trước anh chỗ. Nhìn nó đẩy đẩy người hơn đấy. Hello. Miso. Đẩy người. Này ruột nó có gì đâu. Không có gì. À. Không chăn chắc gì. À. Béo. Tự nhiên hoàn toàn nó. Mùa tích mỡ là béo cả. Ừ. Ăn nuốt lưỡi. Anh Đông nuốt lưỡi chưa? Ăn đã. À. Nuốt rồi gì? Nuốt ngược à? À. Hôm trước ở nhà xem video có nuốt lưỡi không? Có. Nuốt liên tục. Kèm lắm. Kèm lắm à? Kèm quá. Kèm quá. Nhìn hấp dẫn không? Đấy. Ừ. Rửa đây là xong. À. Đấy. Thế là đúng bài luôn. À. Đấy. Đấy. Vẫn đang bơi sao? Rồi, ta tắt đây. Chặt đuôi, chặt đuôi phải đuôi đi. Đấy. Đấy. Cái thớt bằng ấy hay ấy nhỉ? Thớt bằng cái bông tải. À. Của à. Cái này chắc ấy nhỉ? Cái này chắc. Ừ. Ừ. Hai con mè bé. Hai vợ anh làm món gì? Một là rán được nước rồi. Ừ. Càng ngon. Ừ. Thiết kế ăn nướng hết rồi. Mình đông lại nuốt lưỡi rồi. Úi, đang nuốt liên tục rồi. Ấy, các bác thấy không? Ấy, quay đây.
ấy ấy nuốt nữa ấy. Thèm rồi đấy. Thèm rồi. Hôm trước ở nhà xem video nuốt liên tục. Cái ông Vinh ông bảy bảo mẹ mày gì có đi cái gì xem một con cá mà xem mày nó dãi về đấy. Thèm nó sao đi cái bắt xô đi đi nuốt con cá nuốt dãi liên tục à. Cứ ở trong là đại chạy ực liên tục à. Anh Đông Đi Hòn nó chế biến này rau dựa này thì ra này chuẩn mài đấy. Ngon đấy. Chuẩn mài cầm con dao nhọn lên này Đông này cắt con dế này. Thôi thì em không cần đâu. Nét được đi. Thì nào cắt xén là được. Hả? Sợ vào tay à? Nó thấy nhạt. Rào xăng à? Anh sổ mổ cá siêu ấy. Quánh bài kẹp hai chân. Chó anh mổ đấy à? Cũng kẹp hai chân đấy à? À cho nó nhắn cá thì cá còn trơn. À. Có con bò rồi. À. Đúng bài ấy. Đi các bác sẽ xem cá ngon nhất tỉnh. Lại nuốt lưỡi. Đấy. Chào bác ạ. À? Em hôm nay Hoàng Hiền thì có em đi chơi. À? Nên là nhà ăn xô. Thế là có cái con cá thì em mới định lâu quá định lâu quá thì chạm cá bác. À? Đi vui vã. À? Vui không? Vui á. Thích không? Thích lắm. À? Quý anh xô không? Quý. Quý Hoàng Hiền không? Có. À? Quý ít. Quý nhiều hay quý ít? Quý nhiều luôn. À? Thôi bạn nước rửa. Bạn nước rửa. Đây được. Rồi ok. Xoắn cao quần áo ướt. Hoàng Hiền bẩn áo về giặt áo quần này. Ôi, đây cả chỗ này bẩn hết rồi về giặt bộ quần áo. Thấy chưa lợn nhà miso to chưa hai con đó. Lợn nhà ông và anh trai anh xô ấy to nhất tỉnh. Làm vài nước cho sạch. Thấy chưa? Thấy chưa? À, đây. Đây, rửa thớt, đây. Thớt đây. Đây, thớt đây, nó trắng. Đầu bên. Đấy. Chưa? Rồi, anh Đông Đi Hòn thể hiện tài năng. Rồi vào tay nhá. Miso đang tắm tí. Đấy, ái nhờ. Vào tay gọn ra nhá, vào tay nhá. Cho tay xa ra. Tay xa này. Đấy, tay xa. Nhìn anh trai em khiếp quá. Hả? Tay xa. Sắc chứ nhẹ nhàng thôi sang vào tay là tùa đấy đứt điện đấy.
được không? Hả? Sai hết cỡ rồi vào tay ấy. Nhìn anh sai khiếp quá. Đấy. Thôi, dừng, cho ra ra. Cho ra ra. Đấy. Các bác ạ. Hả? Em đúng giờ hoàn thành để gọi em đi cửa xuống nhà. À. Và vui. À. Đấy. Thấy không? Thích lắm. À. Nhưng mà lên đến nhà nó bắt xô lên để cái cá đẹp quá. À. To. Ừ. Cá vừa ngon. Ừ. Cho anh đi để giao lưu. Ừ. Học hỏi kinh nghiệm. Ừ. Đấy. Thực sự các bác, anh Đông đi hon này các bác biết rồi. Anh Đông đi hon thì là rất chậm chạp. Đấy, cái độ chăm chỉ, cái độ thông minh, cái độ chăm chỉ thì có, nhưng cái độ thông minh thì là không có. Các bác biết là ngay từ cái ngày đầu Hoàng Hiền gặp anh Đông đi hon, anh Đông một người lụ khụ như nào các bác biết rồi. Đấy. Cho anh Đông tí hon là thỉnh thoảng là đi là gặp gỡ bà con là để anh Đông đi hon là một là để mở mang đầu óc xem là thế giới bên ngoài này, bà con chăn nuôi như nào, làm ăn như nào, phát triển kinh tế ra sao. Đấy, ví dụ như nhà anh Sô này, anh ấy chăn như nào, anh ấy trồng cỏ như nào, anh ấy bón như nào, kỹ thuật anh ấy nuôi lợn, anh ấy nuôi bò ra sao, để anh Đông đi hon này anh ấy học hỏi được. Và anh ấy tiếp xúc khi mà ra ngoài này, anh ấy tiếp xúc với mọi người anh ấy sẽ nhanh nhẹn hơn, anh ấy sẽ bạo dạn hơn, tự tin hơn. Đấy, không phải là người tù mù của thế giới nguyên thủy ngày xưa nữa. Ngày xưa các bác xem video của Hoàng Hiền, ngay từ cái ngày đầu Hoàng Hiền gặp anh Đông đi hon, Hoàng Hiền vẫn nhớ là anh Đông phải đang đi chặt củi ở bên cái cánh đồng, bên cái bãi keo ở gần nhà chú Mười. Hỏi gì ừ không biết một cái gì luôn. Đấy, như người nguyên thủy ấy chứ. Đến lần cái Hoàng Hiền đưa anh Đông đi hon ra thành phố là đầu tiên, thì đấy là cái lần đầu tiên anh Đông đi thành phố. Đấy, cho nên là đưa anh đi để anh ấy mở mang đầu óc, anh ấy học hỏi mọi người làm ăn như nào, phát triển kinh tế ra sao, anh ấy bạo dạn hơn, anh ấy tự tin hơn. Đấy, về anh ấy biết đường mà anh ấy chăn nuôi bò, nuôi lợn, nuôi gà, anh ấy phát triển kinh tế. Đấy, để có thêm cái thu nhập sau này nuôi con cái ăn học. Đấy, cho đi là mừng lắm. Mà Hoàng Hiền để ở nhà phát là buồn rồi rượi ngay. Như vừa rồi là hơn tuần Hoàng Hiền bận không vào được, anh như kiểu anh ấy trầm cảm luôn. Anh có khóc không nào không? Có. À, quay đây. Hả? Có khóc không? Ừ. Thật đấy đúng không? Dạ. Sao lại không? Buồn. Buồn à? Ừ. Nhớ Hoàng Hiền à? Ừ. À. Em mà không vào thì chán. Em mà không vào thì anh có khóc không? Không. Không á? Ôi giời. À có. Hả? Có. Em vào là không khóc. Còn mày còn em vào thì không khóc, cứ mình đúc em không vào là anh phải khóc. Không vào nó khóc gì? Sao vừa bảo nó không? Có. Chưa hiểu, chưa nghe rõ câu hỏi à? Ừ. Hoàng Hiền mà không vào phát là anh Đông đi hoan á, buồn, mặt buồn rười rượi. Đấy, như hôm nay Hoàng Hiền vào phát vui như gặp bác Hồ. Phải không anh Đông? Ừ. Đưa anh gặp Miss Show mà mang đầu óc nữa thì nhất tỉnh còn gì bằng nữa. Ừ. Ít một nhá, vào tay nhá. Gạt cái hành đi nhá. Đặt đi trong bên, đặt nữa đi, nữa đi. Rồi, được rồi. Vào tay nhá, cứ từ từ thôi. Ít một, tay cho lại sau đây. Đây. À, ngón tay cái nhỉ, do gì ra? Ít một thôi. Tập trung cao độ ấy. Anh Đông anh đi hon đi này, thỉnh thoảng anh còn có miếng ngon anh ăn. Ở nhà thì có, đúng không? Ở nhà xem Hoàng Hiền anh sâu ăn cá nuốt lưỡi. từ nhẹ nhàng vào tay khiếp quá. Rồi du dính vào, cầm ở ngoài thôi, áp chót thôi. Rồi, cầm mãi ngoài vào tay ghê quá. Được chưa? Được rồi, cắt vào trong rồi nhá. Ừ. Ừ. Đấy. Được rồi. Được rồi. Bỏ tay nhá. Đấy, bỏ tay. Đấy. Đi anh sâu anh ướp, nuốt lưỡi. Nay chú bộ đội chế biến thức ăn. Đấy. Cho là nhỏ. Đấy. Đấy. Được rồi đấy. Đây, em ra lấy mấy củ xả nhá. Vào chiến tiếp. Xả.
Rồi ăn xong rồi. Ừ. Đấy, xả đấy. Cắt cắt cái gốc, cắt cái rễ gốc. Để vào tay nhá. Đấy, rồi đó. Hết sức bình tĩnh. Được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Thế đó. Đấy, cứ để đấy. Cá này là đúng phỏng luôn. Thì là hành, xả. Được. Được rồi. Chuẩn bài. Vào tay nhá. Đấy. Được rồi, thế đó, thế đó. Tí lấy hết, tự phí. Đấy. Tí cho anh Đông quay cá. Xem nó em quay cá chưa? Chưa. Hả? Chưa. Nó xem video còn gì nữa. Xem bên nhìn thì thấy ăn rồi. À, nhìn thấy mũi anh xô này. Ừ. Thì thấy ăn rồi. Hả? Thì thấy ăn cá. Nhìn ăn cá. Ừ. Ừ. Thèm quá. Kết đoạn ăn cá. Ừ. À. Thèm quá. Hôm nay không phải thèm nữa rồi. Nay được ăn thực tế rồi. Ừ. Ừ. Được chưa? Đó, đây cái này nữa. Đấy. Rửa đi xong rồi rồi. Ấy. Rửa qua sạch. Ấy, mình xô tắm xong đấy, đẹp trai đấy. Lại xoái ca Hàn Quốc rồi. Đấy. Bộ đội đồng tí hoa. Đồng tí hoa. Đồng tí hoa. Anh gì biết không? Anh gì ăn xô. Xô gì, xô gì? Anh gì ăn xô. Xô gì? Anh gì xô gì? Xô nghị lực. À, ăn xô gì? Ăn xô thiện lực. Nghị lực. Để mang. Xô nghị lực. Ai à, làm gì á? Xếp kiểu gì kìa? À, ai à? À. Đúng bài đấy. Đấy, đấy. Ai à, vua tóc đẹp trai như Hàn Quốc nhỉ? Vua tóc đẹp trai đấy. À. Ai nhỉ? Đó. Ừ. Yeah, anh nhìn nè, quần anh xô mà còn rách kìa. Làm gì có quần làm gì có quần đẹp như quần của anh. Nhà yeah, quần anh xô rách kìa. Không có quần bộ. Ờ. À. Không quần bộ đội à? Ừ. Nhưng mà mốt của anh xô ấy. Mốt rách đấy. À. Hay đi bò ngã nó sao buộc cái quần. Ngắt ớt. Ôi tôi để anh xô nạm vào tay đấy. Vào tay không? Về quá anh xô nạm anh xô. Không có được thế đấy. Vâng, anh xô rồi nhưng mà anh Đông cái con này mà chưa kinh nghiệm mấy làm. Không may vào tay cái là chết. Không. Ừ. Đấy, để anh xô. Ghế. Thấy được. Ừ. Các bác ạ. Ừ. Em về trên thì chết đi cùng với Hoàng Hiền đi. À. Nên là bác xô đi khỏi xem làm ăn xem thế nào đâu. À. Đấy. Không ạ. Em về kinh nghiệm thôi. Không ạ, kinh nghiệm làm ăn đi. Kinh nghiệm làm ăn. Ừ. Đấy. Thì em về trên thì cùng ngoài ra về thì trên chết đi cùng Hoàng Hiền. Tết cùng đi cùng Hoàng Hiền à? Ừ. Đấy, nhìn anh xô này. Ừ. Đấy, thấy chưa? Chân giữ. Đấy, siêu ấy. Đấy. Gọi chưa? Đúng bài đấy. Ừ. Nhất định. Tay rất khỏe anh xô. Tay bấm khỏe không? Thái gọi. Này tắm táp vào người mặc quần áo giấc đẹp trai lên đồ. Như bòi phố nhỉ? Như dây hàn. Đó, như dây hàn. Đấy. Gái treo mệt. Ví dụ như mổ cá nhá. À, thái thịt đánh thái như này. Con dao nhận này. Ờ. À. Ai nhỉ?
một tay giữ thế. Ừ. Ừ. Tay thái hay nhỉ. Thấy chưa? Chiêu chưa? Nhớ tỉnh không? Giỏi đấy. Nghiên cứu. Ôi. Ôi. Ôi, chào bác ạ. Đi ăn đi để chết đi là ăn đi nằm vào. Em mà không muốn học tập thì không học rồi. Đấy. Học tập không làm được à? Cứ nhìn anh vài lần. Vâng. Làm được thì thôi. Vâng. Anh đây trước này, đầu tiên không làm được thì cứ phải làm, kiên trì là. Vâng. Sau là thành quen. À. Siêu ấy. Các bạn ạ. Em vui vã. Nên là bắt xô thì vui dặn. Đấy, nên rất vui. Nên đi cùng với Hoàng Hiền thì đi kia với Hoàng Hiền ngoan lắm. Đấy. Như thế. Vui như này chết luôn. Như người tên luôn. Được. Nên chướng luôn. Thái ớt này. Thái ớt kiểu miso. Bỏ tay anh sợ đông vào tay. Đấy. Chiều ấy. Anh đông nướng cá bao giờ chưa? Hả? Nướng cá bao giờ chưa? Ăn chưa? Chưa. Vừa vẽ giờ ăn nướng cá này. Được thử ăn bao giờ chưa? Chưa. Chưa thử ăn bao giờ? Hôm nay lần đầu tiên à? Vâng. Hôm nay em bắt đầu ăn đấy. Khoan được cay cay không? Không. Không ăn khoan được cay mấy à? Không. Thế anh cho ít. Ít thôi, cho hai quả. Đông đi hon. Cái này tối không ăn cay, không ăn cái nhân này. Ừ. Cá nó không cay. Này trong nõi thôi. Cái này trong nõi. Cho bụng thôi. Cho vào trong bụng không ăn xả. Vâng. Cái kia thôi thì không cần. Không sợ. Anh ăn được cay thì ăn cái này. Vâng. Không bảo là nói anh Đông nhá. Vừa ăn vừa xì xoạt. Ngon lắm. Nốt lưỡi luôn á. Vì cái này ăn được nó thơm. Tê tê. Mới ngon. Gia vị chuẩn bài ấy. Nhớ tỉnh chưa? Rồi, như vậy thì vừa xong các bác vừa xem cái video mà Hoàng Hiền cùng anh Đông và anh Xô chú điểm bánh cá chế biến. Các bác sẽ đón xem cái video sau nướng cá và thưởng thức cá rất là ngon. Đấy, đã làm xong hết rồi. Hoàng Hiền xin kết thúc cái video này ở đây. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Xin kính chúc các bác cùng toàn thể gia đình có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền. Xin chào tất cả các bác nha. Em chào các bác các chị bạn gái nha. À. Anh chào Hoàng Hiền nha. À? Em vẫn ở đây mà. Em chào các bác các chị bạn gái nha. Đám ăn đây bố đi ăn cơm thật ngon nha. Chào tất cả các bác các anh chị thật mạnh khỏe.